Hello, các bạn. Thì tiếp tục đây là mình đóng thùng 4 cây Mỹ. Đây là 2 cây Mỹ hồng, còn cây thấp đây là cây Mỹ vàng cho khách ở thành phố Sóc Trăng. Thì bây giờ mình chuẩn bị để vô thùng. Thì khách hàng yêu cầu là mình để nguyên chậu, là tiền ship khách hàng hoàn toàn chịu, cho nên bây giờ mình tìm cái thùng lớn để đủ 4 chậu vào. Thì cái này mình bỏ vô bọc ni lông cuộn sơ sơ lại cho đất nó đừng đổ ra, nếu như mà đi xe vận chuyển có lắc qua lắc lại, hoặc là mình bỏ đất bớt ra rồi để bọc ni lông không thì cũng cục kính lại để cho đất đừng rớt. Đây là Mỹ hồng màu hồng, xin lên giả cái đèn nó hơi hơi đỏ. Cái này Mỹ hồng, còn ông này là Mỹ vàng. Cái lá nó khác nha các bạn. Cái lá của ông Mỹ hồng thì ổng bóng hơn, ổng bầu bầu phía hai bên cạnh này. Còn cái bông Mỹ vàng á, thì lá dài và cái răng cưa nhám hơn. Hai lá nằm kế bên nhau là mình sẽ thấy được sự khác. Và cái lá Mỹ hồng thì nhìn bóng hơn, mướt hơn. Lá Mỹ vàng thì nhìn dài, cái đuôi dài, cái chót đuôi nhọn dài hơn. Cái ông này thì ổng bầu hơn, ông Mỹ hồng thì ổng bầu, ổng bóng. Đây, hai lá nằm cạnh sát bên nhau là mình sẽ thấy sự khác biệt. Đây là lá của ông bông trang Mỹ vàng. Đây là lá của ông bông trang Mỹ hồng. Giờ cái cây trang Mỹ này cũng khá là nhiều lá xung quanh, cho nên mình gắn báo cho gọn lại cho đỡ phải chỏi qua chỏi lại 4 cây với nhau để nó không bị rụng lá.